chào mọi người, thì mình tên là Mỹ Phương. Năm nay mình 40 tuổi, thì công việc của mình chủ yếu là nội trợ thôi. Quanh ra vẫn vào trong nhà với đi chợ đi tới lui thôi. Do chị không quan tâm chăm sóc da của mình, đi ra đường không che chắn kỹ càng, cộng thêm việc là khi sinh bé thứ hai thì cái vết nám nó càng ngày càng rộng, nó lan ra hai bên đây rất là nhiều, nặng, những cái vết nó đốm nặng đen như này nè, chị rất là buồn. Lúc đó thì chị mới lên mạng tìm hiểu đủ mọi thứ để thay đổi cái làn da của mình á, nhưng mà chưa biết tìm cái sản phẩm nào để phù hợp. Thì mình cảm thấy cái làn da của mình cải thiện rõ rệt, những cái vết nám thì nó mờ dần hẳn đi, thì mình sẽ tiếp tục theo đuổi liệu trình để những cái vết nám của mình không còn. Thì mình cảm thấy rất là bình thường, không đau rát hay khó chịu. Thấy nhân viên ở đây rất là tận tình, chu đáo, làm cho mình rất là hài lòng và yên tâm tin tưởng ở đây.